Tiếp tục gửi đến các bác bộ phân tần này. Bộ phân tần của đôi loa khủng Sansui SP3000 nhé, bộ phân tần. Đây, phân tần của Sansui SP3000, các bác về vệ sinh đi. Hàng hoạt động bình thường hết. Tất cả hàng hoạt động bình thường hết. Cái mặt xung quanh các bác nhìn đây này, nó bị nào đấy. Cái mặt này nó được kè vào trong gỗ. Nó nằm ở trong nền gỗ nên nó bị oxy hóa. Tất cả phân tần đây hoạt động bình thường hết. Hai bo mạch phân tần này hầu như là còn zin hết. Có hai con tép này này. Đây hai tụ này. Có hai con tụ này. Ở bên này đã được thay bằng con này này. Không nào biết cái gì thì biết thì quỳ. Cả hai bộ này giá 1,2 triệu nhá. Tính ra thì thành ra 600k một chiếc. Đây. Bác nhìn nhá, bác nhìn kỹ này. Hai con tụ này này, ở bên này đã được thay bằng con vàng này. Được chưa? Trên này đã ghi này, chung này, bát tép ghi hết trên này, chung tép kèn này, bát có ghi hết. Còn đây là hai cái volume tinh chỉnh cho hai giải chung và giải tép này. Đây này, đấy. Bộ phân tần này có mức giá 1,2 triệu, bắt đầu nhanh tay thì lấy ạ, cho nó nhanh các bác nhé. Em cảm ơn. Đấy, còn đây các bác nhìn này, bộ nó còn khủng lắm.